bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về đất nước Triều Tiên và Chủ tịch Kim Jong-un. Kinh ngạc trước cuộc sống giàu có xa hoa của Chủ tịch Triều Tiên trái ngược hoàn toàn với cuộc sống nghèo khổ của người dân có điều gì đặc biệt? Chuyện gì sẽ xảy ra khi người dân trốn khỏi đất nước Triều Tiên và vô vàn những luật cấm hà khắc tuyệt đối đừng bao giờ làm nếu như bạn đặt chân tới đất nước này? Kính Lúc TV xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Triều Tiên lâu nay nổi tiếng là một trong những quốc gia bí ẩn, kín tiếng và hà khắc bậc nhất trên thế giới. Không tự do, không wifi, không Facebook, không kết nối với thế giới bên ngoài. Nơi đây như là một cộng đồng khép kín, mọi thứ đều tự sản xuất, tự tiêu dùng. Người dân gặp lãnh đạo là khóc như mưa, hay dân thường thường thì chỉ đi xe đạp hay đi bộ. Cùng với đó là rất nhiều những điều kỳ lạ khiến cả thế giới tò mò về đất nước kín tiếng cũng như nổi tiếng bậc nhất thế giới này. Vậy thì trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Kính Lúc TV tìm hiểu và khám phá vô vàn những điều bất ngờ về đất nước Triều Tiên cũng như là vị lãnh đạo quyền lực bậc nhất đất nước này, Kim Jong-un, xem có những bí ẩn bất ngờ ra sao nhé. Kim Jong-un là ai? Các bạn thân mến, Kim Jong-un là nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, chính thức giữ chức vụ Tổng Bí thư của Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên và Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng, cũng là các vị trí quyền lực khác nhau trong quốc gia. Ông là con trai thứ ba và được cho là người kế nhiệm của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo trước của Triều Tiên, và là cháu trai của Kim Il-sung, người sáng lập và là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên. Kim Jong-un chính thức lên nắm quyền sau cái chết của cha mình vào tháng 12 năm 2011 khi mới 30 tuổi. Vì thế mà ông Kim chính là nguyên thủ quốc gia trẻ nhất trên thế giới. Bởi do truyền thống cha truyền con nối vẫn nổi tiếng tại đất nước này giống như vua chúa trong lịch sử thời xưa. Dưới thời kỳ lãnh đạo của mình, Kim Jong-un đã tiếp tục chính sách quân sự hóa và phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng và căng thẳng với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Nói về gia đình, ông Kim kết hôn với bà Ri Sun-chu, đệ nhất phu nhân Triều Tiên, được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu vào năm 1989. Theo các nguồn tin cho biết, ông Kim được cho là có 3 người con, trong đó người con cả và người con thứ 3 thì chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Chỉ có cô con gái thứ 2 là Kim Joo-ae, năm nay 11 tuổi, thường xuyên xuất hiện cùng cha trong các sự kiện quan trọng và được dự đoán sẽ là người kế thừa của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong tương lai. Đến nay, Triều Tiên vẫn tiếp tục duy trì chế độ độc tài với sự kiểm soát chặt chẽ từ nhà lãnh đạo họ Kim và một nền kinh tế phát triển chậm chạp. Nên dù là dưới thời của cha ông hay cho tới Kim Jong-un lên nắm quyền thì người dân vẫn phải sống trong một chế độ với vô vàn những luật cấm đáng sợ và hà khắc. Những luật cấm vô lý và đáng sợ nhất tại Triều Tiên. Hẳn là nếu nghe tới những điều tưởng chừng hết sức bình thường như cân đường hộp sữa ở Việt Nam hay quốc tế thì đến với Triều Tiên, đây là những điều bạn tuyệt đối đừng bao giờ làm. Điều cấm kỵ mà khó ai có thể tin được đó chính là cấm xem phim Hollywood, các băng đĩa phim, nhạc K-pop Hàn hay US-UK. Theo ghi nhận, Chủ tịch Kim ghét cay ghét đắng nhạc K-pop và gọi K-pop là thứ ung thư xấu xa, nên tuyệt nhiên đã là những gì liên quan tới hình ảnh, băng đĩa nhạc hay là phim ngôn tình Hàn xẻng thì đều bị cấm tiệt khỏi đất nước này. Theo như cô Yeonmi Park kể lại rằng, cô được mẹ cõng tới một sân vận động để xem thi hành án. Một trong số 8 phạm nhân bị trói chặt vào cột là mẹ của bạn Yeonmi. Bản án của người phụ nữ này nhận phải trước khi xử tử đó là bà đã xem DVD phim Hàn Quốc và cho người khác mượn phim này. Đó là một cú sốc, cô gái 21 tuổi nhớ lại. Hay chắc hẳn Taylor Swift có lẽ sẽ phải đắng lòng khi biết rằng âm nhạc của mình không được phép phát tại Triều Tiên, trừ khi là cô sáng tác ca khúc ca ngợi vị lãnh đạo Kim Jong-un. Tiếp đến là việc cấm mặc quần jean màu xanh. Quần này thì được coi là biểu tượng của chủ nghĩa đế quốc và bị cấm chỉ cho phép mặc quần màu đen thôi. Rồi thì cấm cắt tóc theo sở thích cá nhân. Để mà thấy được một quả đầu nhuộm màu sáng hay là cắt tóc kiểu HKT là y như rằng bạn sẽ không thể tồn tại ở đất nước này. Chính phủ chỉ cho phép đàn ông và phụ nữ được cắt theo mẫu 28 kiểu tóc đã quy định với lý do ngăn chặn các tác động xấu từ chủ nghĩa tư bản. Trong đó có 18 kiểu tóc dành cho phụ nữ và 10 kiểu tóc dành cho đàn ông. Hay như việc ăn mặc thì cũng phải theo style có sẵn. Nên dù là trẻ hay già thì đa số chị em phụ nữ chỉ được mặc những bộ trang phục quen thuộc như là hanbok truyền thống, blazer hay là công sở rất chi là giản dị. Giày cao gót theo phong cơ bản, chứ không phải là thích mặc gì thì mặc nấy đâu. Thậm chí trước đây, họ còn bị cấm mặc quần dài khi đi ra đường và chỉ được mặc váy zip cơ bản. Này thì luật này cũng đã được bỏ rồi, nhưng mà mặc gì thì cũng phải theo khuôn phép. Tiếp đó thì là việc họ không có quyền truy cập vào web thế giới hoặc wifi. Internet tại Triều Tiên được hạn chế chỉ trong phạm vi quốc gia thông qua mạng lưới Kwangmyeong và người dân không thể truy cập các web quốc tế. Hay đối với những người nước ngoài thì họ không thể sử dụng tiền Triều Tiên mà họ thường sẽ phải thanh toán bằng tiền tệ nước ngoài như là euro, đô la, yuan hay là đồng won của Hàn Quốc.
Và đặc biệt là việc mua xe hơi gần như là điều không thể, bởi việc có một chiếc xe hơi ở Triều Tiên là dấu hiệu của sự giàu có. Chỉ có những quan chức nhà nước mới có quyền được sở hữu ô tô riêng, do đó cứ 100 người Triều Tiên mới có một người có ô tô. Còn dân thường thì ngày ngày chỉ có thể đi đạp xe lóc cóc hay là đi bộ mà thôi. Điều cấm tiếp theo là cấm gọi điện ra nước ngoài. Người dân Triều Tiên không được phép thực hiện cuộc gọi ra nước ngoài hoặc với người nước ngoài ở trong nước. Có thể là họ sợ bị rò rỉ thông tin hay một lý do nào đó riêng mà khó ai có thể lý giải được. Hay hơn nữa là việc cấm đồ ăn nhanh. Hơn hết, những món đồ ăn như là McDonald's, gà rán KFC hay những đồ uống quen thuộc như Coca-Cola cũng là thứ bị cấm tiêu thụ và kinh doanh. Bảo sao mà mình thấy người Triều Tiên ít bị béo phì nha. Và có một điều các bạn cũng cần chú ý, đó là cấm chụp ảnh tùy tiện, nhất là những vùng biên giới này, chụp người đang lao động hay là các địa điểm quân sự mà không được sự cho phép. Và cuối cùng, cái này mới là cái cực kỳ phải lưu ý, đó chính là cấm thái độ với lãnh đạo. Có thể nói, nhà lãnh đạo ở Triều Tiên coi mình như là bậc thánh sống, nên bất cứ ai có thái độ lồi lõm, thiếu tôn trọng hay nhỡ mồm nói xấu, tỏ ra bất kính, chê bai nhà cầm quyền, là cá nhân đó sẽ phải lãnh cái chết. Hơn nữa, người dân cũng bị cấm đi du lịch quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc. Thế nên, để rời khỏi lãnh thổ Bắc Hàn là một điều cấm kỵ luôn. Và đó là những lệnh cấm và những điều khoản khá vô lý mà khiến cho Triều Tiên có sự kém phát triển hơn so với thế giới, đặc biệt là so với đất nước lân cận nhất chính là Hàn Quốc. Thế nhưng, riêng với Chủ tịch Kim Jong-un thì lại có đời sống thoải mái, tự do và giàu sang đến kinh ngạc. Cuộc sống xa hoa, hưởng lạc đến khó tin của Kim Jong-un. Có thể nói, những người làm tổng thống hay chủ tịch nước thì hiếm thấy ai nghèo bao giờ, và Kim Jong-un tất nhiên không ngoại lệ. Nhưng sống sung sướng xa hoa khi mặt bằng chung của đất nước này được đánh giá là rất nghèo thì cũng là điều khiến cho nhiều người thấy kỳ lạ. Vậy Chủ tịch Kim đã có cuộc sống và khối tài sản khủng như thế nào? Theo những nguồn tin hiếm hoi của một số đầu bếp lân cận, ông này có thói quen chi tiêu rất phong lưu, ăn uống hưởng thụ và nắm trong tay khối tài sản kếch xù, lại vô cùng chịu chơi, hiếm ai sánh nổi. Ngay cả việc bảo vệ bản thân để tránh bị ám sát, ông Kim cũng trang bị phun giáp những thiết bị tối tân số 1 thế giới. Từ chiếc siêu xe limousine Mercedes-Benz S600 Pullman Gas có giá vài chục tỷ, cùng với dàn bảo vệ như hàng rào sống luôn túc trực trong mỗi chuyến đi xa, cho đến chiến tàu chống đạn, chiếc du thuyền cá nhân dài hơn 60m. Ngoài ra, ông còn có một hòn đảo tư nhân để thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Rồi còn có cả chuyên cơ riêng, với tên gọi là Chemawan. Chiếc máy bay này có nội thất vô cùng đắt đỏ và sang trọng. Đặc biệt, ông còn cho xây dựng khu trượt tuyết Maxi Pass trị giá tới 32 triệu đô la, tương đương với 752 tỷ Việt Nam đồng, cùng hàng loạt những dinh thự siêu sang đắt đỏ, tọa lạc và rải rác rất nhiều nơi trên thế giới. Đáng chú ý, không ai biết chính xác nơi mà ông Kim Jong-un đang ở. Có thể vì lý do tránh bị kẻ thù ám sát nên ông hiện diện ở đâu thì cũng là một điều cực kỳ bí mật. Kỳ lạ hơn, lãnh đạo Triều Tiên từ chối sử dụng nhà vệ sinh công cộng bởi không muốn bị rò rỉ tình trạng sức khỏe. Và khi đến bất cứ đâu thì sẽ có nhiều xe giống nhau trong đoàn xe của ông ấy để người khác không đoán được là ông đang ở chiếc xe nào. Trong đó có một xe riêng được dùng làm nhà vệ sinh. Còn nói cụ thể hơn là ông Kim Jong-un có khối tài sản lớn như thế nào thì chưa ai có thể biết con số cụ thể. Nhưng theo như The Squander ước tính, dựa trên số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc và các báo cáo chi tiêu, rằng giá trị ròng của Kim Jong-un vào năm 2018 rơi vào khoảng 7-10 tỷ đô la. Và hơn hết, tài sản của ông đều nằm trong các tài khoản ngân hàng nằm trên khắp thế giới, bao gồm Trung Mỹ, châu Âu và châu Á, cũng như được mở dưới nhiều tên khác nhau. Ngoài sự giàu có thì đương nhiên rồi, quyền lực và địa vị của nhà lãnh đạo độc tài họ Kim luôn khiến người dân phải sợ hãi. Thế nhưng đa số người ta đều rất sùng bái và tôn thờ ông. Bởi vậy có lẽ nào mà mỗi khi gặp ông Kim, người ta lại khóc như mưa đến vậy. Vì sao người dân lại khóc như mưa khi gặp nhà lãnh đạo? Ở Triều Tiên, nước mắt được coi là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối với lãnh tụ. Bất cứ khi nào gặp chủ tịch, dù là già trẻ, trai gái, đều khóc nức nở. Nhất là được bắt tay, đứng cạnh chụp ảnh thì đúng là vui như Tết. Theo ghi nhận, bất cứ nơi nào Kim Jong-un đặt chân tới thì đều có những tiếng khóc vang trời. Bất kể là công nhân, nông dân, quân nhân, người lớn hay trẻ nhỏ đều khóc như mất cha mất mẹ. Kim Jong-un thì luôn mỉm cười, nhìn về phía trước, tỏ vẻ khí khái cao ngạo của một bậc đế vương tới thăm thiên hạ. Sau khi Kim Jong-un chết, truyền thống của giới chức Triều Tiên liên tục phát đi những cảnh đau buồn, dân chúng kêu trời kêu đất, tay đấm vào ngực thình thịch. Kể từ đó thì những bức ảnh khóc lóc đã trở thành điểm nhấn của các phương tiện truyền thông của giới chức. Dù là khi gặp gỡ những người lính, trao giải danh dự hay lắng nghe chỉ thị đều có những cảnh khóc lóc bi thảm. Vậy thì lý do gì mà một nhà lãnh đạo trẻ như Kim Jong-un lại khiến cho người dân khóc nhiều đến như thế? Và liệu việc khóc này có hoàn toàn xuất phát từ lòng ngưỡng mộ và yêu quý
Theo các nguồn thông tin tổng hợp được thì kiểu đầu tiên là khóc một cách gượng ép bởi họ biết cái giá của việc không khóc. Mọi người đều khóc. Nếu bạn không khóc thì người xử lý ảnh sẽ lập tức báo cáo cho cơ quan đặc vụ và sau đó bạn sẽ phải chết. Giống như tiếng vỗ tay của Liên Xô cũ, chừng nào mà các nhà lãnh đạo không nói dừng thì không một ai dám dừng lại, mà còn giả vờ, rất phấn khích và ngưỡng mộ. Nếu không, hãy chờ bị bắt và quy án. Kiểu thứ hai là khóc một cách tự nhiên, chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ bị tẩy não, nghĩ rằng Triều Tiên là cường quốc vũ trụ vĩ đại nhất. Kim Jong Un là người thừa kế của dòng dõi núi Ashfo, là bậc hào quang tỏa sáng của những hệ tư tưởng chính yếu, là người giải cứu nhân dân Triều Tiên, là người giải phóng nhân dân thế giới. Không có Kim Jong Un, mọi người đều phải xuống địa ngục. Nhìn thấy một vị thần như vậy thì tất nhiên rất là cảm động rồi. Nhưng mà dù là nguyên nhân gì thì việc khóc quá trời như thế này cũng khiến cho nhiều người dân thế giới thấy kỳ lạ và tò mò, đúng không? Bởi người ta cũng đặt ra câu hỏi, nếu mà sống trong một quốc gia có một vị lãnh đạo tuyệt vời đến như thế thì tại sao nhiều người lại chạy trốn khỏi chính quê hương của mình? Số phận bi thảm của những người trốn khỏi đất nước Triều Tiên. Các bạn thân mến, bất cứ ai thì cũng đều tự hào và yêu quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng thật kỳ lạ là tại Triều Tiên lại xảy ra vô số vụ chạy trốn khỏi quê nhà. Nổi tiếng nhất đó chính là trường hợp chạy trốn của một cô gái trẻ trong nước mắt đầm đìa tại diễn đàn tân tú thế giới One Young World tổ chức tại Dublin, Ireland 2014. Lắng nghe chia sẻ của cô, cả hội trường có nhiều người đã không kìm được nước mắt trước câu chuyện đau lòng của cô. Cô là Yeonmi Park, 23 tuổi, đến từ Bắc Triều Tiên. Câu chuyện của cô là hành trình trốn thoát đầy gian nan và cũng không kém phần ly kỳ, trốn khỏi chế độ độc tài tàn bạo của Kim Jong-un, nơi mà cô miêu tả đó là nơi đen tối nhất hành tinh. Internet bị vô hiệu hóa với nhiều người dân, chỉ có một kênh truyền hình duy nhất, điện đàm quốc tế, quyền nêu lên ý kiến cơ bản của người dân, hay xem gì, nói gì, nghe gì, tất cả đều như bị nhà nước cấm đoán. Cô đã lớn lên trong sự nơm nớp lo sợ. Tại Triều Tiên, việc bày tỏ sự hoài nghi đối với sự vĩ đại của chế độ có thể khiến cho 3 thế hệ trong một gia đình bị bỏ tù hoặc tử hình. Cho nên từ nhỏ, mẹ của Yeonmi đã dạy cô chỉ nên thì thầm khi nói chuyện để tránh người khác nghe thấy. Yeonmi cho biết, có khoảng 300.000 người tị nạn Triều Tiên đang lưu vong tại Trung Quốc có hoàn cảnh hết sức mong manh. 70% phụ nữ và các em gái vị thành niên Triều Tiên đang là nạn nhân. Họ có thể bị bán với một cái giá rẻ mạt là khoảng 200 đô la, tức là chưa đầy 5 triệu đồng cho một con người. Thậm chí có nhiều người đàn ông Trung Quốc nghèo, tật nguyền, buộc phải mua vợ ở nước láng giềng, hoàn toàn có thể chẳng mất xu nào để lấy một cô vợ Triều Tiên cả. Theo như một người Trung Quốc có tên là Jiu Linh Chan tiết lộ, không ít phụ nữ bị bắt về làm vợ ở Trung Quốc là người đào tẩu từ Bắc Hàn. Một vài trong số họ buộc phải lẩn trốn trong nhà của người dân Trung Quốc. Nếu họ không may bị chính quyền nước bạn phát hiện, họ sẽ bị trục xuất và đưa trở lại Triều Tiên. Ngay sau khi bị gửi về nước, họ sẽ bị tử hình mà không cần phải xét xử. Hay đó cũng là những chuỗi ngày bị tra tấn, cực hình, lao động khổ sai hết thanh xuân. Nhưng không chỉ bản thân họ thiệt hại mà cả gia đình cũng sẽ bị liên lụy theo, có thể bị bắt vào tù và không bao giờ có cơ hội thoát ra nữa. Vì vậy, để giữ mạng sống cho mình, những người phụ nữ bất hạnh này buộc phải kết hôn với một người đàn ông ở Trung Quốc. Dường như hai chữ tự do và nhân quyền là điều không tồn tại ở đất nước này, theo như Yeonmi chia sẻ lại. Đáng chú ý, không chỉ có phụ nữ mà có rất là nhiều người đàn ông cũng muốn chạy trốn. Ví như hành trình đào tẩu dưới cơn mưa đạn của người lính Triều Tiên họ Âu đã bị biên phòng Triều Tiên truy đuổi quyết liệt, bắn hơn 40 phát đạn, trong đó có 5 phát trúng người Âu. Tuy nhiên, anh này vẫn băng qua được biên giới và được người lính Hàn Quốc giải cứu. Cùng với đó là rất nhiều những cuộc đào tẩu ở Triều Tiên, người may mắn thì thoát chết, nhưng lại có những người bị bắt trở lại và bị tra tấn, đánh đập, giết hại dã man. Để hạn chế vấn nạn này, chính phủ lại càng siết chặt hơn về việc kiểm soát người trốn. Những hàng rào dây thép gai ngày càng được dựng lên dày đặc hơn dọc theo đôi bờ sông Đồ Môn, phân định biên giới Trung Quốc. Trạm kiểm soát cũng được lập nên nhiều hơn và hầu như mọi cuộc gọi giữa hai bên bờ sông đều bị kiểm soát chặt chẽ. Phải chăng vì lý do đó mà số lượng người Triều Tiên vượt qua biên giới Trung Quốc để sang Hàn Quốc đã giảm đi một nửa kể từ năm 2011? Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá vô vàn những điểm ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ về Kim Jong-un cũng như là đất nước Triều Tiên, một trong những quốc gia bí ẩn và kín tiếng bậc nhất trên thế giới. Các bạn ấn tượng nhất với những sự thật nào kể trên thì đừng quên để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.